Ah, é, aqui no Pois, conjunto. pois. Meio a meio, meio a meio. Anh Phong, anh hướng dẫn luôn cho các bạn đi. Bón lót làm sao cho nó chuẩn. Đây, mình lại vừa vất vả để bắt lại con chó con này mọi người ạ. Lúc nãy đi lên trên kia thì mọi người trồng lạc ở trên, thì bây giờ thế là dưới này có khách đến, thế là nó sợ kiểu như người khác màu da cái thứ ấy, là nó sợ. Thế bây giờ là mình vất vả lắm mới bắt lại được chân xước hết chảy máu đây này. Đó. Ôi. Này. Ôi. Ờ, tá bông. Ở bên này rất là nhiều rắn này mọi người. Đây. Fatima mà đã chào. Tony chào mọi người đi. Chào mọi người. Cháu tên là gì? Cháu tên là gì? Cháu tên là Tony. Cháu tên là gì Tony? Cháu tên là Tony. Cháu tên là gì Tony? Cháu tên là Tony. Sinh, Fala. Cháu tên là Tony. Sinh, Maxi. Xin chào mọi người, cháu tên là Maxi. Sunny. Xin chào mọi người, cháu tên là Fatima ơi. Fatima. Chào mọi người kìa. Chào mọi người nghe. Cháu tên là gì? Cháu tên là Fatty. À, tạm biệt, cháu tên là Fatty. Xin chào mọi người nhá. Mình là Tony Tù đây mọi người ạ. Hôm nay mình lại xuống. Maxi ơi, tránh ra nào. Chạy đâu. Hôm nay mình lại xuống dưới này để xem các bạn anh làm. Và quay cho mọi người xem cún con hôm nay là trông như thế nào rồi. Mấy bữa cún con xuống dưới này thì cún con có vẻ là gầy hơn rất là nhiều mọi người ạ. Và nó cũng không dạn người hơn tí nào nhé mọi người nhé. Nó vẫn kiểu lạ người, nó lạ người lắm. Bây giờ là mình xuống đây nó lại càng sợ mình hơn. Bởi vì là chắc là bị xích ở dưới này chơi với trẻ con với lại mọi người đây đông quá nó vẫn sợ. Trông nó gầy. Nói chung là các bạn ấy vẫn cho ăn đầy đủ đấy. Nhưng nó kiểu nó vẫn cứ không dạn người được. Khả năng là không biết là một vài ngày nữa nếu mà nó không dặn người thì có khi mình phải đưa nó về nhà mình để mình chăm nó. Chứ ở dưới này thì mãi mà nó không dặn người cũng tội thân đấy mọi người ạ. Trong cái này phải bắt ôm nó về này đấy là nó vẫn chạy đấy, nó thấy mình ôm là nó vẫn chạy đấy. Nhưng mà ôm rồi thì nó vẫn nằm trong lòng nha, còn không thì nó thấy mình nó vẫn cứ chạy như bình thường ấy. Bắt xong mà bà lên là cô mù. Bình. Cô mù. Bình. Cô mù đang bình. Đa. Vô xe đa vô xe à. À, không biết là Tony đang bảo cho chắc là nướng chuối à, chắc là nướng chuối cho mình ăn chắc, giới thiệu chuối nướng đấy. Hôm nay mình xuống dưới này thì Maria với lại là Manani đi lên trên thành phố rồi, còn lại ở đây có Antonio với Pajinho thôi. Kia kìa, Antonio với Pajinho kìa. Các bạn ấy đang chuẩn bị nấu ăn sáng đấy, Antonio đang nấu ăn sáng nhé mọi người nhé. Ok, xin chào mọi người. Một tí nữa thì mình sẽ cùng với các bạn đi lên trên kia trồng lại một ít lạc mọi người ạ. Bởi vì là cái lạc bữa vừa rồi trồng ra anh Phong, anh trồng với các bạn nên là ươm cái hạt nó nảy mầm sẵn trồng ra thì không thấy nó lên đâu. Khả năng do giống lạc trồng không tốt hoặc là do kỹ thuật của mình trồng ở cái đất này nó không được lên tốt. Hôm nay mình có mang ít lạc xuống tí nên cùng với các bạn đi làm lại hết cái chỗ lạc ban đầu anh Phong trồng nha mọi người nha. Hôm nay có anh Phong đi cùng với mình đây, anh Phong là Karakaraman đấy, nhưng mà thấy chưa thấy nói gì đâu. Bây giờ xin chào tất cả mọi người, nhưng hôm nay mình mới quyết là đi xuống nhà bà Antoni là kiểm tra lại cái trên kia là lạc xem lên như nào, nếu mà không lên được thì mình sẽ trồng lại mới. Và giống đợt này mình mua là sẽ chất lượng hơn, đợt trước mua là nó hơi kém là nhiều lạc lép quá. Bây giờ Tony Phong đang lên để giúp các bạn ấy sửa lại cái luống lạc ở trên này nhé mọi người. Chỉ có 3 cái luống chỗ này thôi. 3 luống chỗ này là lạc nó lên kém thôi. Cho nên là cần phải sửa lại cho nó lên đẹp hẳn đi. Có thể là cái chỗ giống lạc này nó không tốt. Đây, còn cái chỗ này thì nó đang lên rất là đẹp đây. Lạc cái chỗ này đang lên rất là đẹp cho nên chúng ta không cần phải sửa lại đâu. Đang lên này mọi người này. Đó. Toàn bộ đang lên rất là đẹp nhé, đang đẩy hết đất lên rồi. Này. À, từ đây lên trên kia, lên khá là đẹp. Đỗ trên kia thì lên đẹp rồi cả.
Đấy, công việc mà hai vợ chồng mình với anh Phong là thường ngày là cứ phải xuống dưới này để xem là cây cối các thứ nó phát triển hay không, có cái gì là để bảo với các bạn đi chỉnh sửa ngay lập tức, kể cả là vấn đề sâu bệnh các thứ là mình cũng phải xem thường xuyên để mình trị. Cứ dồn vào một đống thì xong đấy sao anh Phong ạ? Nó cũng nhiều, rất là nhiều cỏ gấu này, khá nhiều cỏ gấu luôn. Tiratu dubata tadi ke di kapi ha. Nó chỉ có đoạn trên này thôi. Sau một thời gian này cũng tương đối là dài và lâu thì mọi người cũng đã cuốc gần xong cái chỗ này rồi. Còn một tí này nữa thôi mọi người ạ. Nói chung là cái chỗ lạc đầu tiên là sau khi mà ủ xong anh Phong anh chồng thì cũng thất bại. Thế cho nên là phải làm lại thì cũng hơi bị mệt. Đấy, ô chó bị tuột dây đi lên trên này rồi mọi người này. Nó thấy mình anh Phong trên này nó lại lên trên này đây này. Bây giờ thực ra thì nó cũng ra này, nó cũng không thành chó hoang được đâu mọi người, bởi vì nó cũng ở đây. Như lúc nãy mình bảo mình với anh Phong bảo này cố gắng để thôi đưa nó về nhà đấy. Thế nhưng mà lúc nãy ở dưới kia là có anh chàng anh đến anh xin nước nhà Antonio, thế là đến, thế là nó sợ quá là nó giật dây nó chạy mất. Thế bây giờ là tí nữa lại phải bắt lại. Tôi cố gắng đợt này mình với anh Phong sẽ bắt lại để mang về nhà thôi. Để đây không được, nói chung là nó không thể quen được. Con này tính nó thật là trái tính. Ở trong lúc mọi người làm thì ở đây có một cô bạn lên thăm mọi người làm. Então você vai esperar aqui com ele que se mia. Você vai ficar aqui se mia com ele. Đấy, cô bạn này bảo ngỏ lời anh Phong dạy hướng dẫn cho cô bạn làm cùng đấy. Anh Phong có đồng ý không? Tất nhiên là mình đồng ý. Tất nhiên mình đồng ý à? Anh Phong đồng ý vì cô bạn là đất sinh mọi người ạ. Bây giờ là mọi người đã làm xong đất rồi này nhá, các bạn nhá. Thì cô bạn này từ lúc nãy giờ vẫn đứng chờ ở đây để học gieo lạc. Đó, để học trồng lạc nhá. Thì bây giờ là Antonio sẽ hướng dẫn cho bạn đấy, bạn trồng lạc ở đây luôn. Anh Phong thì anh cuốc những cái rãnh này rất là đẹp. Ở trên này là chỗ này anh Phong cuốc, còn trên này là của Antonio bạn cuốc. Bây giờ thì Antonio là đã trở thành chuyên gia để hướng dẫn cho các bạn đi gieo. Cô bạn này lúc nãy đứng nói chuyện, cô bạn ấy bảo là chưa có người yêu, đang muốn làm người yêu của anh Phong ấy mọi người ạ. Anh Phong hướng dẫn cho bón lót luôn mọi người nhá, bón lót luôn ở bên cạnh cái hạt lạc ấy. Tại vì bây giờ là tiện có phân thì cho bón lót luôn, còn nếu như mà trước mà chưa có sẵn phân thì chưa cần bón lót. Nhưng mà làm như thế này thì nó lại hơi lâu hơn một chút. Nhưng mà lần sau thì mình tiết kiệm thời gian, lần sau mình hơn phải bón lót nữa. Ở đây là mọi người hay bảo là lạc mà không vôi thì thôi trồng lạc ấy. Thế nhưng mà ở bên này không kiếm đâu ra vôi đâu mọi người ạ. Bên này không thể kiếm ra vôi đâu. Bên này không có vôi nhá. Để mua được vôi ở cửa hàng cũng rất là khó. Không dễ dàng thì mua được vôi tỏa ở bên này đâu. Anh Phong anh hướng dẫn luôn cho các bạn đi bón lót làm sao cho nó chuẩn. Để cho nó đứng ở cách cái hạt lạc mọi người ạ. Amiga bonita.
Antonio thì bạn đã sõi rồi, sõi cái việc gieo lạc rồi. Cho nên là không cần phải hướng dẫn nhiều cho Antonio nữa. Antonio bây giờ là bạn chỉ có làm và làm và làm thôi. Nói chung là bây giờ Antonio có thể đi hướng dẫn những người khác làm theo cái kiểu của Việt Nam này rồi. Mọi người ở đây cũng rất hay tò mò ở đây về cái cách làm. Antonio thì lúc nào bạn cũng luôn mồm là làm kiểu này rất là tốt, mặc dù là bạn chưa biết là hiệu quả tốt như thế nào luôn. Những con ong chăm chỉ của chúng ta bây giờ là chỉ có việc trồng nữa thôi. Sắp xong nó rồi rồi. Bài gì nhù làm nốt cái luống kia. Nói chung là có 1, 2, 3, 4 luống. 4 luống nha mọi người nha. Tánh cao sao đu? Bài gì nhù không mệt đâu đấy mọi người ạ. Hôm nay trời cũng hơi nắng một tí. Hôm nay trời hơi nắng. Người bỏ lạc, còn người thì bỏ phân, bón lót. Hơi tốn thời gian, hơi tốn công. Nhưng mà chúng ta để xem sau này nó có hiệu quả không nhé. Rất vui mừng vì cô bạn này là cô cũng thích học, thích làm theo. Cô đến cô nhìn thấy là cô gợi ý là cho cô ở lại cô trồng lạc. Thì bây giờ là cô đã được làm ngay. Công việc của cô là bón phân. Sau chắc anh Phong phải để cho bạn đi gieo lạc một tí chứ để cho bạn bón phân mãi thế này á. Cười gì vậy? Trông cười tủm. Trông cười tủm. Lúc sau mình cho bạn đi làm bình cư. Cẩn thận như đợt trước là để các bạn đi làm là làm cho lạc nó bị ấy, nó lên kém. Nên là hôm nay mình trực tiếp tay mình sẽ làm. Tại vì là cái khâu bỏ hạt rất là quan trọng. E la pain tá bem fininha. Conforme estava. Você é gorda. Fininha, fininha. Até tinha pena dela. Tinha as pena. Metade pode ir na boca. Posso semear na boca? Não. Metade. Maria bây giờ là đã từ trên thành phố về đây mọi người này. Nha. Thì bạn ở trên thành phố về là bây giờ bạn xuống đây bạn làm cùng với các bạn. Maria, xin bình nhá. Muy tu fin un nào nhá. Mệt lắm anh. Bạn đi lên trên thành phố là bạn mặc áo đẹp ngay. Đấy, mặc áo vàng mà mình tặng. Manani hôm qua cũng thế, đi lên trên thành phố là về là tất cả là mặc áo đẹp để đi về đấy ngay. Đó, bây giờ là cả Manani cũng xuống tới đây rồi đây này. Maria với Manani là cùng đi về thành phố và cùng xuống. Manani chào mọi người cái. Xin chào mọi người ơi. Manani tên là gì đấy? Tôi là Manel. Rồi, trồng lạc thì chắc là một lúc nữa thì xong. Thì tí nữa chúng ta đi xuống để làm thêm dàn cà chua nữa. Cà chua thì những cái cây nào cao rồi chúng ta sẽ cắm cọc trước. Ela dá para trabalhar conosco, doutor? Đây, mình lại vừa vất vả để bắt lại con chó con này mọi người ạ. Lúc nãy đi lên trên kia thì mọi người trồng lạc ở trên thì bây giờ thế là dưới này có khách đến thế là nó sợ kiểu như người khác màu da các thứ ấy, là nó sợ. Thế bây giờ là mình vất vả lắm mới bắt lại được chân xước hết chảy máu đây này. Đó. Thế bây giờ bắt lại được khả năng là mình và anh Phong sẽ đưa nó về thôi mọi người. Ở đây mấy ngày nay nó không ăn đấy, nó không ăn. Nó rất là sợ ở đây á. Cho nên khả năng mình và anh Phong sẽ đưa nó về nhé mọi người nhé. Mình bảo các bạn Tony, voleva. Now por qué? Aquí any fica aquí any no cuya él, any tenme du sempre. Voleva. Cuando any fica mai força, vou trazer, ya? Now por qué? Ya? Toto voleva él. Por qué? Any fica aquí any no come. Any no come, any no bebe. Ya? Now. Depois vou trazer outro, já? Tá bom? Grande. Como? Grande.
Sim, vou trazer outro, já? Grande. Grande. Quero grande. Assim? Sim, mais do que você. Já? Tony không muốn mình mang về đâu, nhưng mà thôi mang về khỏi khổ nó, đây là khổ thân lắm. Vì nó sợ, con này trái tính trái nết lắm. Bình thường như ba hai cái con mà lần trước mình cho các bạn ấy, nó rất là hiền, nó rất là gần người ấy. Con này thì rát á, nó rát cả người Việt mình luôn ấy. Rồi, đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục đi bảo các bạn ấy cắm cọc để buộc cà chua vào nha mọi người nhé. Trong thời gian bây giờ chúng ta tạm thời những cây nào cao chúng ta sẽ cắm cọc trước để buộc nó vào, để tránh khi mà trời mưa nó sẽ bị đổ cây nhé mọi người nhé. Cắm cho lòng mà. Êu. Ở trong khi mà các bạn đi làm ở trên kia, thế là mình cử Man Andy đi chặt những cái cành cây này về để chống cà chua mọi người nhé. Ondi, cobra. À. Come. Canh batte. Canh batte lì. Você. Canh. À, Man Andy là thấy ở đấy có, chắc là thấy bên này có rắn đấy, xong là cũng lượn lờ sang bên này đấy, để sang bên này chặt gỗ. Ôi. Này. Ôi. Ta bông. Ở bên này rất là nhiều rắn này mọi người. Đây là rắn hổ bướm đấy. Rắn hổ bướm ở bên này rất là nhiều nhá. Đấy các bạn ấy bắt được đây, bây giờ là ở đây mọi người đang làm thịt để ăn đấy. Você abaga. Você apanhar ele. Sim, matei lá na outra fazenda lá embaixo. Ok. Đấy. Ông này ông bắt được con rắn hổ bướm. Man Andy thích lắm đi sang bên này để hóng ấy. Ra pode ta trabalhar. Sim, sim. Ok. Họ bắt rất nhiều ở bên này cái rắn hổ bướm này nhé. Mình phải đi theo dõi Man Andy làm việc các bạn ạ. Como? Qual le? Ah, eu comem. Mọi người trông ở đây này. Mọi người trông thấy cái hoa này nhé. Hoa này rất là tốt. Cái này chính là rau sâm đất đấy mọi người. Rau sâm đất đây nó mọc dại, mọc lang ở đây rất là nhiều. Nhưng mà dân ở đây người ta không biết ăn này. Đó, tí nữa mình sẽ rủ anh Phong sang bên này hái một ít rau sâm đất này về ăn nhé. Rất là nhiều. Hoa này, hoa ra đỏ vàng chóe, à đỏ chóe với là màu hồng này. Đấy, trong này mà ví dụ mà sống ảo thì cực kỳ luôn đấy. Rau sâm đất cực kỳ nhiều ở bên này. Mùa này nó lên nhiều lắm. Rồi bây giờ chúng ta đi về nhé. Vamos, Tony. Đấy, Tony này đi với chú Man Andy để kiểm tra chú làm việc như thế nào. Sau phải phong cho Tony làm chức quản lý ở đây. Tony hay lắm. Rồi bây giờ là anh Phong với Quyết sẽ hướng dẫn cho các bạn đi cắm cọc để buộc lại những cây cà chua mọi người. Bây giờ cà chua nó đã rất là tốt này, nó lên rất là cao này. Mọi người trồng những cây cà chua như thế này với thấy đất nó cực kỳ tốt nhá. Đó. Mọi người trông này, những cây cà chua nó lên nhanh như thế này cơ mà. Nó thấy rất là khỏe những cây cà chua này. Đỡ lại khỏi là một hai ngày nữa nó mưa hoặc là chiều nó mưa ấy, nó sẽ đổ những cây cà chua. Với lại cà chua này sau khi nó ra quả không để cho quả nó chạm đất được, quả chạm đất nó sẽ bị hỏng mọi người ạ. Ở đây các bạn trồng xen kẽ đỗ này. Đỗ ở đây thì bây giờ nó thấp hơn cà chua rồi. Mình sợ lúc đầu các bạn nếu cho đỗ ở đây cà chua đỗ còn lớn nhanh hơn cà chua nữa cơ. Đó. Tất cả từ đây ra đến đằng kia nhé. Trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra những cây nào mà nó cao thì chúng ta sẽ cắm trước. Còn những cây thấp thì chúng ta sẽ cắm sau. Bởi vì là nó phải đủ độ tuổi thì chúng ta mới buộc vào để cho nó vững. Thấp quá chúng ta buộc nó cũng không có tác dụng gì lắm. Đáng nhẽ ra là chúng ta phải làm dàn cơ, nhưng mà lúc đầu ở chỗ này ấy, các bạn ấy trồng nó không theo hàng theo lối gì, nó chỉ có đúng khoảng cách thôi chứ không theo hàng theo lối nên cũng rất là khó. Thôi thì chúng ta sẽ cắm cọc như thế này. Đấy, buộc nó vào như thế nhé mọi người nhé. Cà chua bây giờ nó đang chuẩn bị ra hoa rồi.
Mình thấy một vài cây nó đã ra nụ rồi mọi người ạ. Một vài cây nó đã ra nụ rồi nhá. Cà chua trồng rất là nhanh tốt đấy anh Phong nhỉ. Đây cũng nhận là đây đất nó tốt nữa. Đất nó có mùn nhiều. Khá tốt, cà chua này trồng khá tốt. Đất mùn nhiều nên là khi nó lên nó cây rất là mập. Nhìn rất thích. Đấy, rất tuyệt vời. Mọi người trồng những cây cà chua thích không? Trông nó tươi mơn mởn ấy, nó lên mà mỗi một đốt cà chua lên nó dài như thế này, này. Nó dài một đốt cà chua như thế này, thế chứng tỏ là nó đã phát triển rất là mạnh luôn đấy. Phát triển cực kỳ mạnh. Phải gì nhỉ? Mete. Đó, anh Phong anh đang hướng dẫn các bạn rất là tích cực. Còn Manani vẫn đang tích cực chặt ở ngoài kia. Ở bên ngoài kia thì mọi người trong dân họ đang đứng họ trông kìa. Đó, họ đứng họ nhìn nhá. Họ xem là không biết, tò mò là mấy cái thằng này làm gì ở trong này không biết. Cà chua mà phải cắm cọc ở để làm gì. Maria Antonio thì đang đi lấy lá chuối khô. Cái bẹ chuối khô để về để buộc nhá. Tất cả sẽ cắm cọc mọi người ạ. Còn cây nào cao thì buộc trước, cây nào chưa đủ cao thì để sau sẽ buộc. Đây này, mọi người trông vào gần đây. Anh Phong với các bạn ấy đã làm được như thế này rồi. Đó. Mỗi cây cho một cọc nhé. Ở đây thì rất là nhiều que, rất là nhiều que. Ra ngoài kia chặt thì tha hồ luôn đấy, không thiếu. Đấy mọi người trông nhé. Bây giờ là thôi, các bạn đi để đây cho các bạn làm thôi. Còn mình hướng dẫn, mình với anh Phong hướng dẫn cho các bạn như thế là để cho các bạn tự làm thì thế là ok rồi nhé. Ngày mai ngày kia chúng ta sẽ xuống đây để kiểm tra kết quả các bạn làm như thế nào nhé. Bây giờ là có lẽ mình với anh Phong sẽ kết thúc video ở đây thôi. Và mình với anh Phong sẽ đưa con chó về nhá. Antonio, nos vamos que leva cầu nhá. Porque de sa aquí en li tenh mu tu me du en li no come. Maxi, vô leva cầu nhá. No. No, porque, Tony. Después vô trae otro nhá. Tony. Como? Trẻ con này không muốn mình lấy về đâu mọi người. Eli, Eli no, no, no aceito aquí. En tao como. Agora, agora, quem quer cao ficar aquí? Levanta a mão. Quem? Mariana. Também. Quatro, né? Quatro pessoas. Agora, quem não quer? Não quer cao ficar aqui? Levanta a mão. Pazinho. Doutor, você quer ficar aqui ou não? Não. Não? Antonio? Antonio quer ou não? Eu quero que fique, mas eu quero que não fique assim. Como ele está. Ele só dá de pai, mãe. Então ele vai ficar aqui? Sim. Amanhã vai não, vou não procurar mais ele, né? Ele morreu. Vậy là mọi người vẫn cứ muốn để con chó ở đây nhé các bạn nhé. Thôi rồi, cứ để chó ở đây để xem mấy bữa nữa nó có quen hay không. Nói chung là con chó này mình cũng rất là vất vả đấy. Vất vả cứ xuống xong là để đi tìm. Hôm nay thì chắc là sẽ ổn hơn. Ngày mai mình sẽ mua xuống cho các bạn cái xích nhé. Ngày mai sẽ mua một cái xích xuống dưới này. Rồi video hôm nay sẽ xin phép kết thúc đây nhé mọi người nhé. Để cho các bạn làm, mình và anh Phong sẽ đi về thôi. Chào chào mọi người nào. Ok, chào mọi người nào. Tony, chào mọi người đi. Cháu tên là gì? Cháu tên là Tony, nào e gì Tony? Maxi fala como para Tony fala. Dois. Cháu tên là Maxi. Sim, cháu tên là Maxi. Sani. Cháu tên là Tony nhá. Nào e cháu tên là gì Tony, nào e nhá. Được rồi, video xin phép kết thúc đây nha mọi người nhá. Mọi người trông các bạn đi đang làm đây này. Phải buộc bằng tàu chuối để cho nó không bị hỏng cái cây nhé mọi người nhé. Yeah, ok, estamos aqui amarrar o tomateiro porque senão se deixar assim
É embandário. Embandário significa dizer estragar. Coisa que estragou. Assim tá bom. Virar assim, paizinho. Đấy. Nói chung là vẫn phải kèm cặp, kèm cặp. Đó. Rồi, xin phép kết thúc video thật nha. Xin chào mọi người.